Chào mừng mọi người đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Tàu tuần duyên Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Mỹ điều tàu tuần duyên Treston đi qua eo biển Đài Loan. Hải cảng Trung Quốc nói rằng họ đã triển khai lực lượng bám sát Treston trong suốt hành trình. Tàu tuần ta USCGC Treston thực hiện chuyến di chuyển thường kỳ qua eo biển Đài Loan hôm 20 tháng 6. Tại khu vực áp dụng quyền tự do hàng hải, hàng không theo luật pháp quốc tế và không nằm trong lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào, Hải quân Mỹ ra thông cáo cho biết hôm nay. Hải quân Mỹ khẳng định hoạt động này thể hiện cam kết của Washington với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở mọi khu vực được luật pháp quốc tế cho phép, thông cáo có đoạn. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết USCGC Treston di chuyển theo hướng Bắc và đã theo dõi hành trình của tàu tuần duyên Mỹ, đồng thời mô tả đây là hoạt động bình thường. Hải cảng Trung Quốc gọi chuyến di chuyển là động thái tuyên truyền thổi phồng và tuyên bố triển khai lực lượng bám sát tàu Treston trong suốt hành trình. Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh, quyền và lợi ích quốc gia trên biển, phát ngôn viên Hải cảng Trung Quốc cho hay. USCGC Treston đi qua eo biển Đài Loan một ngày trước khi tàu sân bay Sơn Đông của Hải quân Trung Quốc di chuyển ở phần phía tây eo biển và hướng về phía nam. Tin tiếp theo, sức ép hơn 4.000 tấn khiến tàu lặn Titan bị nghiền nát. Tàu Titan chịu áp lực nước ở khoảng 4.200 tấn trên mét vuông, ở độ sâu gần 4.000 mét, nên bất cứ sự cố nào với cấu trúc thân vỏ đều khiến tàu bị nghiền nát. Lực lượng tuần duyên Mỹ ngày 22 tháng 6 xác nhận các mảnh vỡ tìm thấy cách mũi tàu Titanic 488 mét ở độ sâu gần 4.000 mét là của tàu lặn Titan mất tích. Những mảnh vỡ cho thấy một vụ ép nát thảm khốc đã xảy ra ở khoang kháng áp. Trưởng đô đốc tuần duyên Mỹ John Mauger cho hay toàn bộ 5 người trong khoang thiệt mạng. Khoang kháng áp của tàu Titan là cấu trúc đặc biệt hình ống được làm bằng sợi carbon kết hợp với titanium. Ocean Gate, đơn vị vận hành tàu Titan cho hay đây là công nghệ tiên tiến giúp Titan nhẹ hơn đáng kể so với các loại tàu lặn khác làm bằng thép hoặc titanium đơn thuần. Trong khoang kháng áp này không có ghế, hành khách phải ngồi bệt trên một sàn phẳng, quan sát mọi thứ bên ngoài qua một ô cửa kính trước mũi hoặc các màn hình kết nối với camera độ phân giải cao xung quanh. Hiện tượng ép nát là quá trình vật thể bị phá hủy khi chịu áp sức khổng lồ bên ngoài ép vào trong, thay vì hướng ra bên ngoài như trong vụ mụn nổ. Theo quảng bá của Ocean Gate, thiết kế thân vỏ làm bằng sợi carbon và titanium của tàu lặn Titan cho phép nó chịu được áp suất cực lớn ở độ sâu 3.800 mét, nơi xác tàu Titanic đang yên nghỉ dưới đáy Đại Tây Dương. Ở độ sâu này, áp suất nước biển lớn hơn 400 lần so với áp suất khí quyển, tức gần 6.000 PSI. Với áp suất này, mỗi mét vuông trên thân tàu Titan chịu sức ép khoảng 4.200 tấn. Để so sánh, lực cắn của loài cá mập trắng lớn là gần 2.800 tấn trên một mét vuông. Trong điều kiện đó, bất kỳ sự cố hay khiếm khuyết nào ở thân tàu đều có thể khiến cấu trúc tàu bị sụp đổ và lập tức bị ép dẹp thành nhiều mảnh. Nếu khoang kháng áp gặp sự cố, tàu sẽ bị nén lại và giống như một quả bom nhỏ phát nổ. Toàn bộ các hệ thống an toàn có thể bị phá hủy trong quá trình đó. Stefan William, giáo sư về robot làng hải từ Đại học Sydney cho biết, nhiều lo ngại về mức độ an toàn của tàu Titan đã được đưa ra trước đây. Cựu giám đốc phụ trách hoạt động hàng hải Ocean Gate, David Lorick từng cho biết thiết kế cửa sổ quan sát của tàu chỉ chịu được áp suất cho phép của độ sâu 1.300 mét, trong khi con tàu được dùng để lặn xuống độ sâu gần 4.000 mét. Thời điểm cụ thể tàu Titan gặp nạn chưa được xác định, lực lượng tìm kiếm đã bố trí các phao thủy âm dưới nước hơn 3 ngày ở khu vực này, song không phát hiện bất kỳ tiếng động lớn hoặc dữ dội nào có thể phát ra khi tàu bị ép nát. Tôi biết điều này không thể làm vơi nỗi đau từ gia đình các nạn nhân trên tàu lặn Titan, nhưng thực tế là 5 người trên khoang đã tử vong ngay lập tức khi hiện tượng ép nát xảy ra, thậm chí họ không kịp nhận ra có điều gì bất thường. David Bo, bình luận viên từ CNN nói. Tin kế tiếp, công ty vận hành tàu Titan đối mặt rủi ro pháp lý sau thảm kịch.
Ocean Gate, công ty vận hành tàu lặn Titan, có thể đối mặt với những vụ kiện từ gia đình nạn nhân dù hành khách đã ký cam kết miễn trừ. Trước khi bước lên tàu lặn Titan thực hiện chuyến tham quan sát Titanic, các hành khách đều phải ký cam kết miễn trừ trách nhiệm với Ocean Gate, trong đó nguy cơ tử vong được đề cập ít nhất 3 lần ngay trang đầu tiên. Theo đó, họ phải tự trách nhiệm nếu thiệt mạng trong khi tàu gặp sự cố dưới đáy biển. Tuy nhiên, đối với gia đình các nạn nhân, mọi thứ có thể không kết thúc ở đây. Giới phân tích cho rằng thân nhân vẫn có thể kiện Ocean Gate, cũng như những người khác liên quan tới tàu lặn Titan, ngay cả khi nạn nhân đã ký cam kết miễn trừ. Cam kết miễn trừ không phải lúc nào cũng là lá chắn pháp lý vững chắc và không có gì lạ nếu các thẩm phán bác bỏ nếu có bằng chứng về sơ suất hoặc rủi ro nghiêm trọng không được tiết lộ đầy đủ với hành khách. Nếu có những thông tin về thiết kế hoặc cấu trúc tàu bị giữ bí mật với hành khách hoặc nó được cố tình vận hành dù được cảnh báo không đảm bảo an toàn, cam kết miễn trừ sẽ không còn hợp lệ, ông Schaefer nói. Các đội tìm kiếm dự kiến sớm rời hiện trường sau khi tàu Titan được xác nhận đã bị phá hủy, song các thiết bị tự hành tiếp tục thu thập bằng chứng dưới đáy biển. Hiện không rõ liệu có thể trục vớt các thi thể các nạn nhân lên hay không, do tính chất của vụ tai nạn và điều kiện khắc nghiệt ở độ sâu đó. Ocean Gate là công ty nhỏ có trụ sở Everett, Washington và không rõ liệu có tài sản để bồi thường một các tổn thất lớn hay không. Tuy nhiên, gia đình các nạn nhân có thể tận dụng chính sách bảo hiểm của công ty nếu có. Họ cũng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại từ các bên tham gia với thiết kế, xây dựng hoặc chế tạo bộ phận cho tàu Titan nếu chúng bị phát hiện có sai sót và là nguyên nhân gây ra thảm kịch. Đạo luật tử vong ở biển sâu được đưa vào năm 1920, cho phép những người phụ thuộc tài chính vào người đã chết trong tai nạn hàng hải có thể yêu cầu phần thu nhập mà họ đáng lẽ sẽ được nhận trong tương lai. Cũng giống như vụ nổ Deepwater Horizon, ông Schaefer cho rằng rõ ràng đã có rất nhiều cảnh báo rằng con tàu không có khả năng thực hiện hành trình một cách an toàn. Họ cũng có những chuyến đi phải bỏ dở với sự cố. Nếu họ không nóng vội, thảm họa sẽ không xảy ra, ông nói. Tin thứ tư, Hải quân Mỹ đã phát hiện sớm dấu hiệu tàu Titan bị ép nát. Hải quân Mỹ đã nghe thấy tiếng động được cho là từ vụ ép nát tàu lặn Titan vài giờ sau khi con tàu này bắt đầu hành trình. Wall Street Journal hôm 22 tháng 6 dẫn lời quan chức cấp cao Hải quân Mỹ giấu tên cho biết lực lượng này bắt đầu theo dõi tàu lặn Titan gần như ngay khi con tàu mất liên lạc hôm 18 tháng 6. Theo quan chức này, một hệ thống phát hiện âm thanh dưới nước bí mật của Hải quân Mỹ vốn được dùng để phát hiện tàu ngầm của kẻ thù đã nghe thấy tiếng động cho thấy một vụ ép nát hoặc vỡ nổ xảy ra gần khu vực tàu lặn Titan mất tích. Họ đã thông báo phát hiện này cho lực lượng tuần duyên, bên dẫn đầu cuộc tìm kiếm đoàn Titan. Hải quân Mỹ khi đó chưa thể khẳng định âm thanh họ nghe được là tàu Titan bị ép nát. Họ không công khai thông tin này trên truyền thông để đảm bảo chiến dịch tìm kiếm cứu hộ, tức là đặt mục tiêu tìm được người sống sót, vẫn diễn ra. Tuy nhiên, phát hiện của Hải quân đã giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm con tàu trước khi tìm thấy mảnh vỡ hôm 22 tháng 6. Có vẻ như tàu Titan đã bị ép nát vào ngày 18 tháng 6 trên đường xuống bãi sát tàu Titanic, ngay sau khi mất liên lạc ở độ sâu khoảng 2.700m, một nguồn tin Hải quân Mỹ cho biết. Hải quân Mỹ không nêu cụ thể tên hệ thống giúp phát hiện sớm dấu hiệu tàu Titan bị ép nát vì lý do an ninh quốc gia. Mỹ đã phát triển hệ thống âm thanh của riêng mình sau Thế chiến thứ hai để phát hiện tàu ngầm của đối phương hoạt động ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Hải quân Mỹ thường làm nhiệm vụ đối phó với các mối đe dọa nước ngoài bằng khả năng quân sự. Tuần duyên Mỹ thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và xử lý các vấn đề khác liên quan trực tiếp đến an ninh của đất nước. Như thường lệ thì bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng cho Ngọc ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và để nắm được chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin gì, thì chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Xe tăng Urena mắc kẹt khi cốt cán bẹp thiết giáp. Video quay trên mặt đất cho thấy xe tăng T-72B3 Urena mắc kẹt sau khi cố cán qua thiết giáp mắc rồ trong nỗ lực giải cứu đồng đội bất thành. Video được kênh Karimat ủng hộ Urena chia sẻ trên Telegram hôm 2 tháng 6 cho thấy binh sĩ nước này đi ngang qua xe tăng T-72B3 nằm bất động khi đè lên thiết giáp kháng mìn mắc rồ. Sự việc xảy ra tại mỏm Remieski thuộc mặt trận Donetsk.
xe tăng bị máy bay không người lái UAV tự sát Lancet của Nga đâm trúng khi đang cố sơ tán chiếc Macro. Sự hỗn loạn khi đó đã dẫn tới vụ va chạm, tài khoản này cho hay. Đây là những hình ảnh đầu tiên về sự việc được quay cận cảnh trên mặt đất, xuất hiện một tuần sau khi các tài khoản ủng hộ chiến dịch Nga đăng video từ UAV cho thấy xe tăng T-72B3 Urina cố cứu chiếc thiết giáp Macro nhưng bất thành, buộc họ phải cán qua chiếc xe này. Trong video mới công bố, chiếc T-72B3 mắc kẹp trên nóc xe Macro và chúi mũi xuống với độ dốc lớn đến mức nòng pháo cắm xuống đất. Lớp xe thiết giáp kháng mìn lún xuống so với mặt đường, không rõ do nó bị đẩy vào bãi lầy hay bị xe tăng nặng gần 50 tấn đè lên. Quan chức Mỹ giấu tên với nhiều năm kinh nghiệm về tác chiến thiết giáp nhận định tàu lái xe tăng T-72B3 Urina đã cố tình cắn bẹp chiếc Mrak để ngăn đối phương tịch thu hoặc sử dụng cho mục đích tuyên truyền, nhưng lại khiến cả hai xe bị mắc kẹt trên chiến trường. Nhiều người cho rằng xe tăng có thể nghiền nát mọi thứ, nhưng đó là một quan niệm sai lầm. Trong trường hợp này, xe tăng leo lên mua chiếc Mrak và mắc kẹt thay vì cắn bẹp nó như các xe tải thông thường. Mrak là phương tiện rất vững chãi, được thiết kế để chống chịu các vụ nổ lớn và giữ nguyên hình dáng khi bị lật. Xe tăng khi đó giống như đang leo lửng trên miệng hố và không thể di chuyển, quan chức này nói. Theo họ, phòng tuyến của Nga rất kiên cố, khiến lực lượng Urina khó chọc thủng. Nga cũng phá hủy nhiều thiết giáp của Urina bằng tên lửa và mìn, đồng thời triển khai sức mạnh không quân hiệu quả. Một quan chức phương Tây nói rằng lực lượng Urina đang tỏ ra dễ bị tổn thương trước các bãi mìn mà Nga bố trí, trong khi lực lượng Nga có khả năng phòng thủ tốt hơn. Cảm ơn cả nhà đã xem video kênh tin tức mình nha. Và để ủng hộ kênh của mình, các bạn hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi chúng mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì xin cảm ơn tới các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Sẽ mong được nhiều bạn hơn nữa ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Và bây giờ thì kính chào tạm biệt tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin kế tiếp. Bye bye.